Thiên Hạnh và Thiên Nhung xin thân ái kính chào quý khán giả của Việt TV. Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy, ngày 3 tháng 5 năm 2014. Quý vị đang theo dõi bản tin News at Noon. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên với Thiên Hạnh. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin News at Noon là một bản tin cho biết, cảnh tượng vụ hỏa hoạn khiến cho 40 người ly khai Ukraine tử vong. Khoảng 40 người đã tử vong khi một tòa nhà công đoàn bắt lửa trong một cuộc đụng độ vào hôm 2 tháng 5 giữa những người biểu tình thân Nga và thân Ukraine ở thành phố nghỉ dưỡng Odessa thuộc khu vực Biển Đen. Một nhân chứng làm việc cho ban tiếng Ukraine của đài BBC cho biết, những người trong tòa nhà đó là những người ủng hộ Nga và họ đã rào chắn cho mình ở bên trong. Những người thiệt mạng là do những người bị ủng hộ một Ukraine thống nhất tấn công bằng bom xăng trong lúc xảy ra đụng độ giữa cuộc tuần hành thân Nga và cuộc biểu tình ủng hộ chính quyền Ukraine. Theo cảnh sát địa phương, cuộc ẩu đả giữa đôi bên đã khiến cho ít nhất 4 người chết vì đạn lạc. Thưa quý vị, trong khi đó thì Venezuela đã bắt 58 người nước ngoài nghi ngờ gây bất ổn và bạo lực. Theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ và Tư pháp Venezuela vào ngày 2 tháng 5, chính quyền Venezuela vừa bắt giữ 58 người nước ngoài bị nghi ngờ kích động gây ra tình trạng bất ổn và bạo lực trong làn sóng biểu tình chống chính phủ bùng phát thời gian gần đây tại nước này. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Tư pháp Venezuela Rodrigo Torres cho biết, các nghi phạm vừa bị bắt giữ có liên quan đến các tổ chức chính trị cực đoan vốn phát động làn sóng biểu tình bạo lực kể từ hồi tháng 2 vừa qua, khiến cho ít nhất là 41 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Hầu hết trong số những người bị bắt giữ này đều có dính líu tới việc sử dụng vũ khí. Cũng theo ông Torres, một số nghi phạm còn có quan hệ với cựu tổng thống Colombia Álvaro Uribe, người bị cáo buộc có liên quan tới một kế hoạch tỉ mỉ nhằm khuấy động tình trạng bất ổn tại Venezuela và hạ bệ tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Kính thưa quý vị, núi sập chôn vùi hàng trăm ngôi nhà làm ít nhất 350 người tử vong ở Afghanistan. Liên Hợp Quốc và NATO đang họp bàn trong chiến dịch khắc phục hậu quả của vụ lở đất nghiêm trọng tại Afghanistan. Khoảng 350 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi xảy ra một trận lở đất nghiêm trọng vào sáng ngày 2 tháng 5 ở tỉnh Badakhshan thuộc miền đông bắc Afghanistan. Hàng trăm ngôi nhà đã bị chôn vùi dưới đá và bùn sau khi cả một mảng của một quả núi sụp xuống do mưa xối xả trong những ngày gần đây. Phái đoàn Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan ra thông cáo cho biết, số người thiệt mạng đã tăng lên con số 350 và tình hình có thể buộc rất nhiều người phải thay đổi hẳn chỗ ở. Theo giới chức địa phương, hơn 2.000 người đã bị mất tích và khoảng 1.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Tư lệnh cảnh sát Badakhshan Fazluddin Azad cho biết, toàn bộ ngôi làng Hagu, vốn nơi cư trú của 215 gia đình, đã bị đất đá đè lên. Giới chức ở khu vực Badakhshan thông báo, trời vẫn mưa và có thể sẽ còn xảy ra các vụ lở đất. Badakhshan nằm ở vùng núi xa xôi, giáp với Tajikistan, Trung Quốc và Pakistan. Công việc tìm kiếm những người sống sót tại đây sẽ vô cùng khó khăn vì thiếu trang thiết bị. Trong khi đó, thì có 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công tại Ai Cập. Thưa quý vị, 3 người thiệt mạng vào hôm thứ Sáu ngày hôm qua trong các cuộc tấn công chống lại cảnh sát Ai Cập và các mục tiêu quân sự. Hai vụ diễn ra tại thủ đô Cairo ở phía nam của Sinai. Tổng thống Mohamed Morsi đã bị lật đổ vào tháng 7 năm ngoái, đang tạo ra một số căng thẳng khi còn chưa đầy một tháng trước khi cuộc bầu cử một tổng thống mới của Ai Cập diễn ra. Một cuộc tấn công bằng đánh bom tự sát gần phía nam của Sinai, thủ phủ của Tyre, đã khiến cho một hành khách trên xe bus thiệt mạng. Và một vụ tấn công riêng biệt khác giết chết một binh sĩ tại một trạm kiểm soát an ninh gần thành phố. Trong khi đó, các thanh tra cảnh sát Ai Cập đang lùng sục các bằng chứng, có thể sau một vụ tấn công khác gần một tòa án ở Cairo làm thiệt mạng một cảnh sát và bị thương một cảnh sát khác vào sáng sớm thứ Sáu. Một giới chức an ninh hàng đầu sau khi kiểm định hiện trường vụ nổ tại quận Heliopolis của Cairo đã tuyên bố rằng những kẻ khủng bố đứng đằng sau vụ tấn công đó. Ông nói thêm rằng vụ nổ là từ một quả bom tự chế, không có nhóm nào lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ bạo động vào thứ Sáu vừa qua. Kính thưa quý vị, South Sudan có nguy cơ lâm vào nạn diệt chủng. Cố vấn đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về ngăn chặn diệt chủng Adama Diagne đã cảnh báo rằng South Sudan có nguy cơ lâm vào nạn diệt chủng khi trình bày trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình hình của quốc gia này vào ngày hôm qua 2 tháng 5. Hàng nghìn người đã bị thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa sau khi giao tranh bùng phát vào tháng 12 năm ngoái giữa binh sĩ ủng hộ Tổng thống Salva Kiir và các binh sĩ trung thành với Phó Tổng thống bị cách chức Riek Machar.
Đoàn đàm phán của chính phủ South Sudan và phe đối lập đã họp tại Ethiopia nhưng thất bại. Bà Navi Pillay, cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, bày tỏ lo ngại các nhà lãnh đạo South Sudan bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực cá nhân mà không đếm xỉa đến việc bảo vệ an toàn cho dân chúng. Bà Pillay cũng hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ủng hộ sáng kiến của Cơ quan Phát triển Liên Chính phủ, gọi tắt là IGAD, thuộc khối các nước Đông Phi về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm tại South Sudan. Thưa quý vị, 9 binh sĩ đã bị thiệt mạng khi trụ sở an ninh tại Libya bị tấn công. Ít nhất là 9 binh sĩ Libya đã bị thiệt mạng khi các tay súng Hồi giáo tìm cách tấn công trụ sở an ninh của thành phố Benghazi. Nhà chức trách cho rằng thủ phạm của vụ tấn công là nhóm cực đoan Ansar al-Sharia. 15 binh sĩ khác cũng đã bị thương trong vụ tấn công. Những người bị thiệt mạng là binh sĩ thuộc một đơn vị lực lượng đặc biệt, thường xuyên giao tranh với nhóm cực đoan Ansar al-Sharia, được vũ trang hạng nặng tại Benghazi. Nhưng chính phủ Libya không công khai nêu tên nhóm cực đoan này do lo sợ có thể gây căng thẳng. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh chính phủ trung ương Libya cố gắng kiểm soát các nhóm vũ trang. Lực lượng phiến quân trước đây đã từng giúp lật đổ Tổng thống Gaddafi vào năm 2011, nhưng nay vẫn từ chối giải giáp vũ khí. Những vụ đánh bom xe, ám sát binh sĩ và sĩ quan cảnh sát đã trở nên thường xuyên tại Benghazi. Phần lớn các nước đã đóng cửa lãnh sự quán tại Benghazi và một số hãng hàng không nước ngoài ngừng bay đến đây kể từ sau vụ lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Benghazi bị tấn công, làm cho đại sứ Hoa Kỳ và 3 người Hoa Kỳ thiệt mạng vào hồi tháng 9 năm 2012. Hàng trăm người biểu tình chống chính phủ ở Bahrain. Kính thưa quý vị, hàng trăm người Bahrain đã tham gia một cuộc biểu tình hòa bình chống chính phủ vào thứ Sáu như một phần của một hoạt động biểu tình hợp pháp ở làng Chihabs, phía tây của thủ đô Manama. Những người biểu tình gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em tuần hành về phía nam, hướng về phía ngôi làng Bilad al-Qadim của người Shiite. Cuộc biểu tình do phong trào đối lập chính ở Bahrain là Al-Khifat khởi xướng để đòi dân chủ và cải cách chính trị. Bahrain, quốc gia nhỏ thuộc vùng vịnh Ả Rập, với sự giúp đỡ của Ả Rập Saudi đã nghiền nát các cuộc nổi dậy bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 năm 2011, nhưng vẫn chưa giải quyết được cuộc xung đột giữa những người Shiite đa số và chế độ quân chủ do người Sunni lãnh đạo. Người Shiite muốn mở rộng tính dân chủ, trong đó chính phủ phải do quốc hội bầu, chứ không phải là chỉ định độc quyền của nhà vua. Họ cũng kêu gọi chấm dứt sự phân biệt đối xử về việc làm, nhà ở và các lợi ích khác đối với người Shiite, trong khi chính phủ phủ nhận việc kỳ thị cộng đồng này. Sử dụng thiết bị hạng nặng để tìm kiếm những người mất tích trong vụ sập hầm mỏ tại Colombia. Bản tin cho biết các đội cứu nạn của Colombia đang phải sử dụng tới các thiết bị máy móc lớn để khai quật đống đổ nát và tìm kiếm khoảng 30 người bị chôn vùi dưới hàng tấn đất đá sau vụ nổ tại một mỏ khai thác vàng trái phép tại vùng Coca, miền Tây Colombia. Các giới chức nước này cho hay hiện đã tìm thấy 3 thi thể, cũng như một số thợ mỏ bị thương. Nhưng khối đất đá nặng đã khiến cho họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các thi thể còn lại. Vì đây là một mỏ khai thác vàng bất hợp pháp, nên các giới chức không thể biết chính xác số lượng của những người có thể còn nằm dưới đống đổ nát này. Lực lượng chó nghiệp vụ cũng được huy động để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm. Thân nhân các nạn nhân vẫn tập trung tại khu vực hầm mỏ ở Koska để chờ đợi tin tức của những người thân yêu của họ sau khi hầm mỏ này bị sập vào tối ngày 30 tháng 4. Hàng trăm thợ mỏ và người thân đã từ chối rời đi, dù các nhà chức trách cảnh báo họ có thể bị chôn vùi bởi một trận lở đất khác. Các giới chức cho biết vụ nổ vừa qua đã gây lở đất, làm phức tạp thêm nỗ lực cứu nạn và cơ hội tìm người sống sót. Kính thưa quý vị, hơn 100 người nhập cư tràn qua đường biên giới vào Tây Ban Nha. Hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp đã tấn công hàng rào biên giới giữa Morocco và Tây Ban Nha ở Melilla vào thứ Năm để tìm cách nhập cư vào Âu Châu. Các giới chức thành phố Melilla cho biết, sáng sớm ngày 1 tháng 5 đã có hơn 500 người tìm cách leo qua hàng rào biên giới và kết thúc với 140 người nhập cư từ khu vực Tiểu Sahara đã xâm nhập vào lãnh thổ Tây Ban Nha. Những người bị mắc kẹt ở vùng biên giới sau đó đã bị cảnh sát Morocco bắt giữ. 6 người nhập cư và 3 cảnh sát đã bị thương, trong đó có một số người đã đốt quần áo của họ để ném vào cảnh sát. Thành phố Melilla nằm trên bờ biển phía nam Morocco, là một trong hai đường biên giới trên đất liền giữa nước này với Liên minh Âu Châu. Đường biên giới còn lại ở phía tây tại thành phố Ceuta trên lãnh thổ Tây Ban Nha. Trong những năm gần đây, Tây Ban Nha đã xây hàng rào mới cao hơn bằng dây thép gai, nhưng hàng ngàn người châu Phi vẫn tìm cách leo qua để nhập cư vào Âu Châu. Riêng trong năm nay đã có hơn 1.700 người tìm cách vượt qua biên giới giữa Tây Ban Nha và Morocco. Nam Hàn điều tra vụ tai nạn tàu điện ngầm
làm cho 200 người bị thương. Ít nhất là 200 hành khách đã bị thương khi hai tàu điện ngầm đâm vào nhau tại nhà ga tại Seoul ngày 2 tháng 5 vừa qua. Tuy không ai bị thiệt mạng trong vụ tai nạn vào chiều thứ Sáu, nhưng hàng chục người phải nhập viện vì các vết trầy xước. Ông Chung So-yeon, giới chức của ga tàu điện ngầm Seoul cho biết sẽ mở cuộc điều tra về vụ tai nạn. Ông nói rằng sẽ xem xét các thiết bị của tàu, ưu tiên khôi phục lại hoạt động của hệ thống tàu điện ngầm và sau đó làm sáng tỏ nguyên nhân gây tai nạn. Trước đó, ông Chung So-yeon cho biết vụ tai nạn gây ra bởi lỗi tín hiệu và hai chiếc tàu điện ngầm đã bị trật khỏi đường ray. Mỗi ngày có khoảng 4,5 triệu hành khách đã sử dụng hệ thống tàu điện ngầm hiện đại của Seoul. Vụ tai nạn lớn đối với tàu điện ngầm Nam Hàn xảy ra gần đây nhất là vào năm 2003 khi 192 người bị thiệt mạng trong vụ cháy tàu điện ngầm ở thành phố Daegu, buộc nhà chức trách phải nâng cấp tiêu chuẩn an toàn của hệ thống xe điện ngầm. Quý vị đang theo dõi bản tin News at Noon của Đài truyền hình Việt TV. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Thiện Hạnh và Thiên Nhung sẽ quay trở lại cùng với các phần tin tức liên quan đến Hoa Kỳ sau một vài thông tin thương mại của các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình.